chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh muốn giới thiệu tới tất cả mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Tất cả những cái dự án của bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ, hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu và bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng nhé. Thì hôm nay em và anh đang đứng trước một cái căn nhà ở vị trí là tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái vị trí của cái căn nhà này rất là tiện ích. Vị trí của căn nhà này chỉ cách cái bia bà La Khê khoảng tầm 200m thôi mọi người ạ. Rất là gần, rất là tiện. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người chi tiết về cái căn nhà này nhá. Căn nhà này với cái diện tích là 36,6m² trên sổ đỏ và được thiết kế xây dựng là 4 tầng. Đó, mọi người có thể nhìn thấy mặt ngoài của cái ngôi nhà này được ốp đá granite kích thước 60-60. Đó. Ngõ trước nhà là 2m3 mọi người ạ, 2m rưỡi. Cách đường ô tô đi lại nó chỉ rơi khoảng tầm là 20m thôi. Hiện tại em đang đứng phía trước cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là 2 lớp. Lớp ngoài là cửa cuốn mọi người ạ. Đây nhá. Đây là lớp ngoài. Và lớp phía bên trong là cửa kính cường lực, chống bụi, chống ồn rất tốt. Tiếp theo xin mời mọi người vào phía phòng khách cùng em. Phòng khách của ngôi nhà đã được thiết kế đầy đủ về gạch lát nền cũng như là sơn bả cũng như là trần thạch cao. Với cái kích thước gạch ốp ở dưới nền là kích thước 80-80 tạo cho cái khổ nhà nó rất là rộng. Và màu sắc thì rất là nhã nhặn đúng không ạ? Màu đen vân đá mọi người ạ. Đó. Mọi người có thể nhìn thấy với những mà khách hàng nào mà có cái nhu cầu thích cái gu màu tối thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất là đẹp, rất là sáng suốt đấy ạ. Xin mời mọi người vào phía phòng khách, phòng bếp của cùng em. Căn bếp của ngôi nhà đây. Mọi người có thể nhìn thấy chữ L rất là rộng. Đây. Được trang bị đầy đủ. Đó. Nơi để bát đĩa. Và đây là phía chậu rửa bát cũng như là vòi chậu mọi người nhé. Đều là hàng đây này, Made in Korea, inox 304 mọi người nhé. Đây, để mọi người có thể nhìn thấy. Phía cầu thang được ngăn lên trên tầng 2, được làm một vách gỗ CNC rất là đẹp để trang trí. Mọi người sau này có thể để bình hoa, lọ hoa chẳng hạn để trang trí vào đây, rất đẹp. Phía tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh phụ, đầy đủ bồn cầu, lavabo, gương, vòi xịt cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên toàn bộ ngôi nhà. Và tầng 1 nhà vệ sinh được ốp 30-60 gạch rất là sáng, sạch sẽ cho cái phòng vệ sinh. Mọi người nhìn thấy củ trụ tay trụ của cầu thang đều làm bằng gỗ lim Nam Phi ạ. Đấy. Mặt bậc cổ bậc được ốp đá kim sa loại 1 hàng granite. Xin mời mọi người tiến lên phía tầng 2 cùng em ánh. Toàn bộ tay vịn cầu thang là đều làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người nhé. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây chính là phía hành lang để đi vào phía tầng 2 phòng ngủ. Thì ở đây có cửa sổ hướng ra bên đằng sau này, bên hông này, rất là thoáng. Đây chính là phía tầng 2. Đây mọi người ơi, rất là rộng, không gian mở. Cửa đây được làm bằng cửa kính cường lực. Đó. Và có một cái lớp cửa sổ ở trên này mở ra bên ngoài để lấy không khí, gió vào trong cái căn phòng ngủ tầng 2 này, rất là thoáng. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ ở trên tầng 2 cũng được thiết kế tương tự như tầng 1, đều có trần thạch cao, hệ thống đèn LED và ống trở điều hòa đây nhá. Nhà này thì mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi, còn mọi thứ thì đã xong xuôi hết rồi. Đây chính là phía nhà vệ sinh của ngôi nhà này. Nhà vệ sinh tầng 2 của cái căn phòng đầy đủ hết bồn cầu, lavabo,
hệ thống sen 8 hàng nhập khẩu Hàn Quốc, chậu đá Vigra Sera, chậu rửa mặt, vòi chậu inox 304, gương, hệ thống gương. Và mọi người thấy không ạ, đây đều được ốp đá lên tới tận đấy luôn, tận trần này luôn, rất là sạch đó. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của cái ngôi nhà này đều được làm bằng gỗ lim lam phi mọi người nhé. Đây ạ. Và ống chờ điều hòa ở đây thì đã là có luôn cả ống đồng rồi. Nói chung mọi người chỉ việc mua điều hòa về và lắp thôi. Xin mời mọi người lên phía tầng 3 cùng em Ánh. Tầng 3 của cái căn nhà này được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng cùng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Và phía hành lang cầu thang này là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà ở trên đây thì thiết kế khác hơn một chút so với tầng 3. Đó là cửa ở trên tầng 3 này mở được ra phía bên ngoài. Và có ban công mọi người ạ. Đây. Ban công này cũng đều được lắp lưới an toàn hết rồi. Nếu như nhà có trẻ nhỏ thì là yên tâm hoàn toàn mọi người nhé. Cửa kính này, thực ra là nhà này rất sáng mọi người ạ. Nhưng cửa kính này này, do là cửa kính này là cửa kính màu. Đó. Đây tầng 3 trong phòng ngủ là có một nhà vệ sinh khép kín. Đây mọi người nhìn đi ạ. Đầy đủ hệ thống sen cây, bồn cầu liền khối, bệt và lavabo. Rất là rộng đúng không ạ? Chủ đầu tư có để ra một cái ô chống tường này để mọi người gia chủ mới có thể về trang trí vào đấy một bức tranh yêu thích. Xin mời mọi người lên phía tầng 4 của căn nhà cùng em. Tầng 4 của cái căn nhà này được thiết kế cũng khá là đặc biệt mọi người ạ. Có sân phơi, có phòng thờ và thêm một phòng có thể làm phòng master, phòng ngủ hoặc là phòng kho của cái căn nhà này. Đây chính là phía sân phơi của ngôi nhà. Đây là chỗ để máy giặt mọi người ạ. Đây chính là phía giàn phơi thông minh. Giặt xong và có thể phơi và vắt luôn. Đây chính là ô giếng trời để lấy ánh sáng toàn bộ vào trong khu vực cầu thang mọi người nhé. Đây là phía phòng. Đây mọi người ạ. Ở đây là phòng thờ. Đây là phía phòng thờ của căn nhà. Và ở ngoài này là còn một phòng nữa mọi người ạ. Thì cái phòng này mọi người có thể trưng dụng làm phòng kho hoặc là thêm một phòng ngủ nếu như mà nhà mình có khách. Và ở đây là có cửa hướng ra bên ngoài. Đó. Trên tầng 4 đây ạ, rất thoáng. Đấy, mọi người có thể nhìn xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng, rất là gần chung cư The Pride Hải Phát mọi người ạ, kia kìa. Em đã giới thiệu chi tiết với cái vị trí ngôi nhà này rồi. Diện tích là 36,6m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Giá chào là 2,7 tỷ. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ ấn like cũng như là đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận thêm được những thông tin bất động sản hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.